Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc, với một tác giả rất là quen thuộc ở trên kênh của chúng ta mà lâu lắm rồi Bắp chưa đọc truyện của bạn ấy, đó là Thục Linh. Đầu tiên là chúng ta sẽ quay trở lại gặp Thục Linh với một series truyện ngắn với từng câu chuyện ngắn riêng biệt, và câu chuyện ngắn đầu tiên sẽ nằm trong series truyện Đồng Dao Kinh Dị. Câu chuyện có tựa đề là Dung Dăng Dung Dẻ. Cái dung dăng dung dẻ này bình thường mình nghe trong cái câu đùng dao gọi là dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi rồi cái gì gì đó nữa, thì Bắp nhớ tới đó thôi các bạn à. Và chi tiết của cái câu chuyện này chắc chắn có liên quan tới cái bài đùng dao đó và sự tình như thế nào, thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Series truyện Đồng Dao Kinh Dị, tác giả Thục Linh. Câu chuyện thứ nhất, Dung Dăng Dung Dẻ. Có những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu trong lòng thế hệ 9X trở về trước, mà ở thời điểm hiện giờ, những đứa trẻ khó lòng nào có thể có được. Đó chính là những giờ phút chơi trò chơi cùng bạn bè của mình trên sân trường, sân bóng, sân khu tập thể. Những trò chơi dân gian thuở ấy đã dần mai một theo thời gian, nhường chỗ cho những chương trình, trò chơi vui mắt trên TV, màn hình điện thoại. Còn nhớ hồi ấy, những trò chơi dân gian bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, đồ cứu đã tạo nên những tiếng cười sảng khoái, những giọt mồ hôi mê mải của lũ trẻ mỗi khi tan trường. Những trò dân gian ấy đã ra đời từ rất lâu. Thời cha ông truyền lại, ai ai cũng biết cách chơi. Nhưng điều mà không phải ai cũng biết, đó chính là nguồn gốc của những trò chơi. Những câu nói truyền miệng ấy từ đâu ra mà có. Có những trò chơi ra đời hết sức vô tình, nhưng lại có những trò chơi mang trong mình cả một câu chuyện phía sau. Và tất nhiên, không phải câu chuyện nào cũng dễ chịu. Điển hình như bài đồng dao đi kèm trò chơi Dung Dăng Dung Dẻ mà bà và mẹ hay hát cho chúng ta nghe hồi bé. Dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, u à u ập đóng sập cửa vào. Hay xì xà xì sụp ngồi thập xuống đây. Trò chơi vốn dĩ rất đơn giản, chỉ là một bài hát cho lũ trẻ nắm tay nhau thành vòng tròn chơi, đến cuối bài hát thì ngồi thập xuống. Thế nhưng thời xưa, đây lại là một bài đồng dao dùng để nhắc nhở những người lớn phải để tâm tới lũ trẻ trong nhà mình hơn. Nước Việt Nam hồi ấy vẫn còn vô cùng nghèo nàn, khốn khó. Mỗi gia đình lại có đông con, vì vậy nên cái nghèo ngày ngày đeo bám họ không thôi. Chẳng mấy đứa trẻ nào được đi học mà phải ở nhà làm lụng phụ giúp bố mẹ việc đồng áng, chăn nuôi. Nếu chẳng may phụ mẫu thân bệnh thì gánh nặng lại càng đè nặng lên vai những đứa trẻ lớn trong nhà. Chúng phải dậy từ sáng sớm mò cua bắt ốc hay đi rình ếch trong đêm. Mọi sự bắt đầu trong một gia đình nghèo khổ như vậy ở thôn A. Đứa trẻ trong câu chuyện là một bé trai độ 12-13 tuổi, là anh cả trong gia đình có tận 8 anh chị em. Các em của cậu bé vẫn còn rất nhỏ, đứa nhỏ nhất vừa mới được 3 tháng tuổi. Bố của em bệnh nặng, đầu ốm liên miên. Mọi việc trong gia đình đổ dồn lên người mẹ gầy guộc và ba đứa trẻ lớn nhất. Cậu cả gọi tắt là B, phải đi chăn trâu cắt cỏ, tối thì đi bắt ếch hay cùng các em mò ốc đem ra chợ bán. Những đứa bé hơn thì bị bán đi ở đợ, hay đi chăn gia súc thuê cho gia đình các hộ phú trong làng. Cuộc sống vô cùng bần hàn, nheo nhóc. Người lớn quá khổ sở nên sẽ chẳng bao giờ để ý được hết những lời phàn nàn của con trẻ, những trận tranh chấp vụn vặt của chúng hàng ngày. Miếng ăn còn chẳng bao giờ đủ nữa là kiên nhẫn lắng nghe. Người mẹ của B cũng như vậy. Chị quẩn quanh bên mối lo cơm áo gạo tiền mà gạt phắt đi lời nói của đứa con gái thứ tư. Mẹ ơi, con hay nhìn thấy có một chú mặc áo đen đứng ngoài cửa nhà mình rồi đi theo các anh chị lúc anh chị ra đồng. Chúng bày chỉ tưởng tượng vớ vẩn, làm gì có ai. Gặp người lạ nhớ đừng nghe theo người ta là được. Còn con trâu thì trông kỹ, không lại chạy mất. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho tới ngày chị nhận hung tin. Đứa con trai thứ hai của chị đuối nước chết. Xác đứa bé được tìm thấy ở một lạch nước nông ngoài đồng, vốn dĩ do người dân đào để tưới tiêu cho những thửa ruộng gần đó.
Rõ ràng đêm hôm trước nó vẫn còn cùng các anh chị em đi bắt ếch, vậy mà giờ đã nằm lại một mình. Lúc những đứa trẻ tản về nhà, đã không thấy cậu thứ hai đi theo. Chúng mệt mỏi nên cũng không đợi lâu mà bỏ về nhà trước. Chúng nghĩ địa hình đồng ruộng ở đây đã quá quen thuộc, chắc cậu hai mải mê gì đó, chứ không thể có chuyện lạc đường. Cái chết vô cùng kỳ lạ, lạch nước nông nhưng đứa trẻ lại nằm úp sặc mà chết. Người mẹ quằn quại trong nỗi đau đớn. Chứng kiến điều đó, sự áy náy dâng lên trong lòng người con cả. Cậu bé tự trách mình đã không để mắt tới em cẩn thận. Chỉ có đứa con thứ ba và thứ tư nhìn nhau buồn sầu đầy lấm lét. Ai nấy đều bận rộn nên cái chết của đứa trẻ cũng không được điều tra thỏa đáng. Chỉ an táng ở nghĩa địa của làng rồi thôi. Những đứa trẻ trong gia đình vẫn lại tiếp tục nhiệm vụ. Càng thêm mệt mỏi khi mất đi một cánh tay. Em Tư mới 8 tuổi phải thay anh đi mò cua bắt ốc ban đêm. Người mẹ để các con đi cũng có phần lo lắng, nhưng chị phải chăm chồng ốm ở nhà, trông mấy đứa con nhỏ và thức đêm làm đồ hàng xén. Chút quà sáng mang ra chợ bán nên cũng chẳng thể sát sao được. Vậy nhưng họa vô đơn chí, tai ương cứ thế ập xuống mà chẳng thể nào tránh khỏi. Đám tang của cậu thứ hai chưa lâu, và một đêm trăng tĩnh mịch, hai đứa trẻ lem luốc hớt hải chạy về nhà, khuôn mặt thất thần gào thét tên mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi! Những đứa trẻ đang ngủ gật gù trên chõng cũng giật mình tỉnh giấc. À, anh cả, anh cả! Anh làm sao? Trời ơi, khổ lắm nữa! Người mẹ khổ sở nói. Anh cả ngất rồi, anh cả nằm ngoài ruộng. Mẹ, cứu! Nghe tới đó, người mẹ chạy như bay ra ngoài bãi ruộng của làng. Thấy đứa con trai của mình đang nằm ở thửa ruộng xa xôi, mặt úp xuống dưới lớp bùn dày. Cô xốc đứa con lên, thấy người nó lạnh ngắt. Cô ba cô tư đành phải gõ cửa nhà dân gần đó xin trợ giúp. Cơn ác mộng dường như lặp lại với người mẹ trẻ. Cậu B được đưa về nhà nhưng hơi thở rất yếu. Cả gia đình lại chẳng có tài sản gì, khó mà mời được thầy thuốc giỏi về. Thầy Lan trong làng cũng lắc đầu thở dài, chỉ chữa trị bằng thuốc nam. Còn số mệnh cậu bé tới đâu thì đành phải nghe theo ý trời. Người bố người mẹ héo hon vì đau buồn. Nhà có 8 người con mà giờ đã mất gần như 2 đứa. Chắc chắn là do người đàn ông đó, mẹ à. Cô bé Tư nói. Người đàn ông nào? Người đàn ông áo đen. Tức là có kẻ ám hại anh con hả? Cái bà có nhìn thấy không? Trời ơi là trời, sao trời đọa đầy số con khổ quá. Nhà đã nghèo mạt trệp rồi. Quan sẽ không tin nhà mình, sẽ không giúp nhà mình đâu. Con tôi khổ quá. Con không nhìn thấy, nhưng con tin em Tư. Lần trước nó cũng bảo anh hai đi theo người đàn ông đó. Rồi. Người mẹ thở dài hiu hắt. Chuyện gì đang diễn ra cô không thể hiểu được. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, dù của cải không có là bao, nhưng tình người vẫn luôn ấm áp. Mấy ngày biết tin gia đình của cậu bé B xảy ra nhiều chuyện, hàng xóm qua lại rất đông. Họ an ủi tinh thần của bà mẹ, góp thêm ít đồ ăn, thuốc thang. Người mẹ vẫn sầu muộn, khóc lóc không thôi. Đúng lúc đó, bà cụ ở cuối thôn sang thăm hỏi, khuyên nhủ vài ba câu. Bà giờ đôi mắt đã mù lòa, không còn như xưa nữa, nhưng tâm lại có thể nhìn rõ nhiều chuyện khác. Cái chết của thằng bé hai, rồi tai nạn của thằng cả, đều có nguyên do cả đấy. Cháu ngu muội dốt nát, từ bé đã chẳng học hành gì. Bà thương xót nói rõ hơn giúp cháu, nếu mà cứu được thằng cả thì cháu muôn vàng đội ơn. Thằng thứ năm nhà cháu sinh năm nào nhỉ? Có sinh năm Dần không? Dạ vâng, thằng bé sinh năm Mậu Dần. Sao ạ? Vậy thì có liên quan gì? Vậy thì số thằng bé đoạt trưởng rồi cháu ạ. À, anh em trong nhà lớn hơn, nhất là anh em trai, không tai nạn thì cũng mất mạng sớm. Hơn nữa, vòng ma lẫn khuất ngoài ruộng đồng nhiều,
coi như cũng là lý do để bắt mạng. Là sao? Là sao ạ? Vong ma, đại trưởng. Đúng thế, số mệnh mấy thằng bé đã khắc với em trai nó, lại gặp được vong hợp bắt đi. Mệnh khổ rồi. Tức là số thằng năm đáng nhẽ phải là con trưởng, vì thế nên anh trai trên nó sẽ không sống được lâu, phải qua được cái nạn này mới coi như thoát. Vậy giờ thì làm sao? Con bé từ nhà cháu cũng bảo nó nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đi theo chúng nó, cháu thì lại không thấy gì. Chẳng nhẽ đó là ma sao? Bà ơi, bà thương thì thương cho trót, giờ cháu phải làm sao để cứu thằng cả bây giờ? Cháu cũng dồn hết cả của nã mời thầy thuốc rồi, nhưng chỉ hỗ trợ phần nào, chưa mời được thầy giỏi, cháu cũng cạn sức rồi. Có những điều trẻ con có thể thấy mà người lớn lại chẳng tin. Cũng may, cũng có cái may là gia tiên nhà cháu vẫn đang chống cự, đang gánh cho rất nhiều. Bên họ nhà chồng có gia đình cô dì chú bác nào từng mất nhiều người không? Mất nhiều người à? Họ hàng bên chồng cháu cũng lưu lạc, cũng khá lâu rồi. Trước nhà cháu sống ở thôn khác, đói rét quá mới tản cư lên đây. Nhà chồng thì cháu cũng chỉ nhớ là có gia đình cậu mợ của anh ấy, có mất trong một lần dính bom bà ạ. Vậy thì đúng rồi, họ đang giúp đây, cầu khẩn họ đi. Thằng bé đang nằm ở lằn ranh sinh tử, tử thần đứng ngoài cửa rồi, vòng mà kia muốn bắt thêm trẻ em nữa. Vâng, cháu sẽ làm lễ khấn cậu mợ, giờ cũng còn nước còn tát thôi à. Người mẹ thở hắt ra buồn rầu. Thế hằng ngày thằng cả phải làm những gì? Cũng nhiều bà à. Từ sáng tới tối, ban ngày nó ra làm đồng, dắt con trâu cày mấy vòng ruộng. Hôm nào bố nó khỏe mà đi làm đồng được thì nó qua phụ thằng hai, còn ba đi chăn dê thuê cho ông Điền Lý Tổng. Tối về thì bắt trứng cho gà lợn ăn, đêm đi bắt ếch. Ngày được nghỉ có hai canh giờ. Trời ơi, tội thằng bé quá. Nó làm anh cả nên thiệt thòi đủ thứ. Có gì ngon hay có áo mới phải nhường cho các em mặc trước. Vậy mà. Những vật hàng ngày thằng bé chăm sóc, dành tâm tư tâm huyết vào đó chắc cũng sẽ giúp đỡ được phần nào. Bà có một bài thuốc cổ tăng sức trợ lực cho người đau ốm, cháu cứ cho thằng bé dùng thử, hiệu nghiệm lắm. Bột sừng dê, máu mạo gà và nhầy da cốc. Bà lão hướng dẫn người mẹ cách bào chế phương thuốc quý hiếm rồi lặng lẽ rời đi. Người mẹ ngẫm nghĩ, lo lắng lắm. Máu mạo gà thì cô có thể miễn cưỡng dùng con gà già của nhà được, nhưng còn cóc không hề dễ tìm. Hơn nữa, nếu lấy mẫu sừng của đàn dê quý nhà ông Lý Tổng thì e cả đời gia đình cô không ngóc đầu lên được ở cái làng này. Trong đầu người mẹ chỉ văng vẳng lời nói của bà cụ: cậu lấy gia tiền, nếu số thằng bé còn cứu được thì mọi thứ tự khắc an bài. Cô đành dặn đứa con thứ ba đi chăn dê cho ông Lý, được lúc nào tranh thủ cưa một mẫu sừng dê rồi giấu đi, bày ra lý do nói dối nào đó. Người mẹ ở nhà lo hương khói cầu khẩn gia tiên cứu giúp đứa con trai cả của mình. Hai hôm trời mưa to khiến cho người mẹ càng nóng ruột. Hơi thở của đứa trẻ ngày một yếu, công việc cũng phải hoãn lại nhiều. Đàn dê ở trong chuồng không cần chăn dắt, những đứa trẻ cũng không đi bắt ếch đêm được nữa là tìm được một chú cóc nào. Tối hôm ấy, đang vo gạo ở góc nhà, chợt người mẹ nghe tiếng reo lên của cô bé Tư. À, mẹ ơi, nhìn này! Cô bé chỉ ra chiếc giỏ nhỏ mà lũ trẻ hay mang đi bắt ếch và ốc. Trong chiếc giỏ, có một chú cóc bé xíu đang khẽ cử động giữa những con ếch xanh đậm. Là đám ếch còi hôm trước chị ba bắt được, mưa nên chưa mang ra chợ bán được, còn nghe tiếng kêu mới chạy ra xem, ai ngờ lại lẫn một chú cóc vào đây.
May quá. Người mẹ mừng rỡ rồi bắt con cóc ra lột da chế thuốc. Điều đáng lo nhất là mẫu sừng dê của nhà ông Ly, không biết làm cách nào để lấy được. Ngày hôm sau trời sáng tỏ, những đứa trẻ lại quay về công việc thường ngày. Đến cuối buổi chiều, người mẹ thấy cô bé ba chạy như bay về nhà, nén mặt rạng rỡ. Mẹ, mẹ ơi, lấy được rồi, lấy được rồi. Đứa trẻ đưa vào tay mẹ một mẫu sừng bé xíu. Sao con lấy được? Ông Lý có bắt tội gì không? Không mẹ ạ. Hôm nay trong đàn dê có hai con dê được lao vào cỏ sừng đấu đá, rồi chẳng may mắc vào nhau. Con báo cáo ông Lý, ông cũng chẳng lại gần để gỡ chúng ra được, đành sai hai anh người làm kéo ra. Ai ngờ chúng ngọ ngoại mãi, rồi một chiếc sừng bị gãy văng ra. Ông Lý chỉ mãi hậm hực chứ không để ý tới con, nên con đã nhặt được về. Đúng là trời muốn giúp chúng ta. Để đó mẹ làm thuốc cho anh cả. Người mẹ ra chuồng bắt con gà trống duy nhất của nhà, chích lấy chút máu trên mào gà, rồi mài chiếc sừng trộn lẫn cộng thêm dải cóc đã lọc qua, thêm một chút lá thuốc các loại. Đêm hôm đó, cậu cả đã được uống bát thuốc kỳ lạ ấy, nhưng chưa tỉnh lại ngay. Đêm khuya mệt mỏi, nằm thiếp đi trên chiếc chõng cũ ọp ẹp. Người mẹ nằm mộng, thấy trời mưa rất to, ngoài cửa lại có tiếng gõ. Tiếng gõ hết sức gấp gáp, vội vàng, thúc giục cô phải mở cửa ra ngay. Đứng trước cửa là hai bóng người cao lớn, một nam, một nữ. Khuôn mặt ướt trong nước mưa, toàn thân có vài vết máu. Tay hai người nắm chặt lấy một đứa trẻ rồi đưa cho cô. Giữ chặt lấy, 10 ngày nữa, vào ban đêm, dù có chuyện gì cũng không được đưa nó ra khỏi nhà. Không mở cửa nhà thì càng tốt. Cô đưa tay ôm lấy đứa trẻ thì cũng đúng là lúc tiếng sấm phía sau hai người rền vang. Một đoàn binh lính mũ mão chỉnh tề lao ầm ầm tới. Cô giật mình tỉnh giấc, không hiểu ý nghĩa giấc mơ lộn xộn vừa rồi. Sáng tinh mơ hôm sau, cậu bé B khẽ khàng mở mắt, hồi tỉnh sau khoảng thời gian hôn mê. Người mẹ hết sức mừng rỡ, coi như đứa con của cô đã có cơ hội sống tiếp. Tuy nhiên đứa trẻ từ lúc tỉnh dậy hết sức bần thần, miệng lại hay lẩm bẩm những câu chuyện linh tinh. Người mẹ cố gắng hỏi điều gì xảy ra đêm cậu bé gặp tai nạn ấy. Cậu bé B ngập ngừng rồi cũng trả lời. Con thấy một người đàn ông trông hiền lành lắm. Con nhờ con kéo giúp gầu nước tưới cuối mương. Con nghĩ mẹ dặn không nhận đồ người lạ, chứ còn giúp đỡ thì cũng không sao. Dù con thấy hơi lạ là đêm rồi mà họ vẫn cứ đứng tưới nước, nhưng con vẫn đi theo người ta. Xong rồi, tự dưng con ngã xuống, mê đi. Con thấy mình vẫn đi theo người đàn ông lạ mặt đó trên một quãng đường rất lạ. Xung quanh nhìn như các tầng mây. Đi lâu lắm. Con muốn về mà không biết lối. Có hỏi người đó cũng không trả lời, cũng chẳng quay đầu lại. Tức là có người hại con rồi. Người mẹ thản thốt nhưng không dám nói ra sự thật vì lo con sẽ sợ hãi. Tới một chiếc cổng lớn, người đó định đưa con vào trong thì gặp hai người chặn lại. Hai người đó tự xưng là cậu mợ của bố, con gọi bằng ông bà. Nói rằng con không được bước tiếp. Hỏi con có muốn về với bố mẹ, tiếp tục làm lụng chăm sóc các em không. Con níu lấy tay hai người đó xin về. Thế là họ kéo con đi trở lại. Chạy thật nhanh, vì ngay sau có một đám bộ binh trông rất lạ đuổi theo. Họ nói rằng tới đây rồi thì không về nữa. Nhưng con cố chạy. Con rất sợ. Con sợ không được gặp bố mẹ và các em nữa. Cuối cùng con thoát ra khỏi giấc mơ, thấy mình đang nằm trên giường nhà. Con mừng quá. Người mẹ ôm con khóc ròng. Cơn ác mộng gần như lý giải những thứ vừa diễn ra. Có vẻ như đúng người cậu mợ mất từ lâu đã cứu giúp đứa trẻ bị bắt hồn oan. Những ngày sau, sức khỏe cậu bé phục hồi nhanh. Cậu muốn xin mẹ tiếp tục ra đồng làm việc, nhưng người mẹ xót con, nhất quyết chưa cho. Đến đêm ngày thứ 8, sau khi cậu bé tỉnh dậy, nửa đêm, cửa nhà lại vang lên tiếng động lớn. Ai đó?
Người mẹ hỏi: "Chị Xe ơi, mở cửa ra giúp tôi một chút. Nhà tôi đang có chuyện gấp lắm." Người mẹ tính đứng dậy mở cửa rồi bỗng khựng lại. "Cô Ban à?" "Vâng, Ban cạnh nhà chị đây. Mở cửa em nhờ chút." Cô bé Ba mắt nhắm mắt mở, định đứng dậy mở cửa thay mẹ thì bị mẹ túm chặt lại. "Sao thế mẹ?" "Cô Ban, chiều nay mẹ vừa gặp ngoài chợ rồi. Cô có nói là cô đang đi qua thôn Tây thăm họ hàng. Tối nay làm gì có nhà kịp được." "Vậy đó là ai hả mẹ?" "Là ai thì để sáng mai tính." Người mẹ nhớ tới giấc mơ đêm hôm trước, nhớ lời dặn của hai người lạ mặt đó, không được mở cửa đêm hôm trong 10 ngày tới, nên kiên quyết không mở cửa. Ai ngờ sau đó, tiếng động cửa vang lên thình thình, cửa rung lắc dữ dội như có người công phá thật mạnh vào. Tiếng duyệt binh ầm ầm vang lên ngoài sân cả đêm, khiến gia đình run sợ. Nghe như một đoàn thiên binh thiên tướng tới đòi người bị cướp mất. Sáng hôm sau, trời sáng rõ, người mẹ và những đứa con mới dám bước ra khỏi nhà. Thấy sân nhà và vườn rau có nhiều vết dẫm nát. Tuy nhiên sau đêm đó, những hiện tượng lạ không còn xảy ra nữa. Câu chuyện đứa trẻ thoát chết thần kỳ đã dần lan rộng ra các làng, các thôn xung quanh. Người mẹ sau đó cũng không bắt các con phải ra đồng thêm nữa, e sợ lại phải gặp thế lực bắt hồn nào đó. Như các cụ đã từng có câu: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma." Câu chuyện ấy sau này trở thành bài đồng dao quen thuộc mà người lớn dặn trẻ con, người lớn dặn dò lẫn nhau. Lời lẽ của bài đồng dao ám chỉ việc có thế lực bắt hồn dẫn đứa trẻ lên chầu trời, rồi vô tình được gia tiên cứu về. Không thể không kể câu thơ cuối cũng nói đến việc đóng sập cửa vào, hay ngồi thụp xuống đây, nhằm trốn tránh các đoàn lính âm tới bắt lại linh hồn đứa trẻ. Câu chuyện này sau đó cũng biến tướng, trở thành hình tượng ông Ba Bị hay đi bắt trẻ con mà người lớn hay đem ra dọa trẻ con không nghe lời. Còn trẻ là búp non trên cành, cần phải được nâng niu, bao bọc khỏi mọi khó khăn vất vả, mọi nguy hiểm ngoài cuộc đời. Vì vậy nên cha mẹ cần để mắt tới con em của mình hơn, để tránh những câu chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Và đó là hết câu chuyện thứ nhất về bài đồng dao dung dăng dung dẻ. Đọc cái câu chuyện đầu tiên mà thấy tội cho người con trai cả các bạn, thì đúng là không những là ngày xưa đâu mà bây giờ cũng vậy, vẫn có nhiều gia đình khó khăn á, gánh nặng đều phải đổ hết lên trên mấy đứa con còn nhỏ, rất là đáng thương và tội nghiệp. Tụi nhỏ nó mới nhỏ xíu mà nó không có được đi học. Mà tội nhất là đứa con trai cả. Người ta thường nói là con gái đầu lòng là sẽ được nhờ, nhưng mà theo như Bắp cảm nhận và quan sát là cái con trai đầu lòng, nếu mà con trai là người anh cả thì đa phần là những người rất là chín chắn và lo cho gia đình nha, thương gia đình lắm, và đặc biệt là thương các em của mình. Chị gái thì sẽ lo theo cách riêng của chị gái, nhưng mà nếu mà cái người con đó là người con cả và là con trai thì sẽ có một cái sự đỉnh đạt và một cái tấm lòng nó khác, nó lạ lắm các bạn. Và đặc biệt trong câu chuyện này, người con trai cả mặc dù rất là khổ sở đi làm, trời ơi, nghe cái bà mẹ bà kể lại những cái công việc mà người con trai cả phải làm, đã phải có quần áo bẩn cũng là toàn bẩn quần áo cũ thôi, rồi còn để dành tiền để cho các em mua quần áo nữa, thì thấy thương thật sự luôn á. 8 người con nhưng mà đứa nào cũng là con ruột thịt mà mình đẻ ra, làm sao mà không sót được. Mất hết một đứa rồi mà đứa anh cả lại là cái người mà cán ván cả gia đình, lại thấy đáng thương và tội nghiệp nhất nữa. Nói chung là đọc xong thì thấy tội cho những đứa trẻ con. Nếu mà may mắn khá giả vào trong một cái gia đình, người ta nói là cái gì, quán quân đầu thai đó, mới vừa sinh ra là đã được cái này được cái kia, vào trong một cái gia đình triệu phú. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều đứa trẻ sinh ra là phải chịu cái số khổ, số cơ cực. Nói chung là mỗi người mỗi số, hy vọng là mỗi người, mỗi một đứa trẻ đều được bình bình an an mà trưởng thành, đều có một tuổi thơ vui vẻ. Thôi bây giờ thì chúng ta đi qua cái câu chuyện thứ nhì coi nó có vui hơn tí nào hay không, với câu chuyện đầu tiên đọc mà đau lòng quá các bạn. Câu chuyện thứ nhì thì lại dựa trên một cái bài đồng dao rất là quen thuộc, đó là Rồng Rắn Lên Mây. Và vẫn giống như là câu chuyện đầu tiên đó các bạn, Bóp không có thuộc cái câu nào hết, thuộc có 2-3 câu. Cái gì mà Bóp thuộc có cái Rồng Rắn Lên Mây đó. Cái bài đồng dao đầu tiên thuộc đúng 2 câu, bài đồng dao thứ nhì còn có rước lại còn có 1 câu à. Và bây giờ thì Bóp sẽ đọc cho các bạn nghe cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay nha. Rồng Rắn Lên Mây.
những câu ca dao tục ngữ, những bài đồng dao ra đời đều có nguồn cội từ dân gian. Chúng ra đời thấm nhuần hoàn cảnh lịch sử, văn hóa của thời kỳ đó, được cha ông sáng tạo nên và truyền miệng lại cho thế hệ sau. Chính vì tính truyền miệng, vô danh mà các tác phẩm dân gian thường có rất nhiều dị bản. Các bài đồng dao cũng vậy. Qua nhiều năm, đồng dao trở thành những bài hát, trò chơi vui vẻ của trẻ nhỏ mà ý nghĩa gốc cũng như hoàn cảnh lịch sử ở trong đó cũng mờ dần đi. Trong những bài đồng dao lại thường mang những sự kiện quan trọng, đôi khi lại vô cùng đau thương của dân tộc hay trong tín ngưỡng của các gia đình dân gian. Điển hình là bài đồng dao Rồng Rắn Lên Mây. Trò chơi Rồng Rắn Lên Mây luôn là một trò chơi hấp dẫn của trẻ em. Sẽ có một bên đóng vai tà, người thầy thuốc đứng ở một bên. Bên kia là một đám trẻ xếp hàng dọc bám gấu áo nhau, rồng rắn. Người đóng vai thầy thuốc sẽ đối đáp với đám trẻ đến xin thuốc chữa bệnh và đến cuối cùng sẽ bắt đầu buổi bắt một người trong đám trẻ xếp hàng. Nguyên văn lời đối thoại của bài đồng dao ấy như sau. Rồng rắn lên mây, có cái cây núp nắc, có nhà điểm binh. Thầy thuốc có nhà hay không? Thầy thuốc báo không có nhà thì lại đi vòng từ đầu. Thầy thuốc: Có, mẹ con rồng rắn đi đâu? Rồng rắn trả lời: Rồng rắn. Rồng rắn đi lấy thuốc cho con. Thầy thuốc: Con lên mấy? Rồng rắn: Con lên một. Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon. Rồng rắn: Con lên hai. Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon. Cứ thế đến 10. Rồng rắn: Con lên 10. Thầy thuốc: Thuốc ngon vậy, xin khúc đầu. Rồng rắn: Khúc đầu toàn xương toàn xấu. Thầy thuốc: Xin khúc giữa. Rồng rắn: Khúc giữa toàn máu toàn me. Thầy thuốc: Xin khúc đuôi. Rồng rắn: Khúc đuôi tha hồ mà đối. Trò chơi mang lại cảm giác hồi hộp cho người chơi khi tất cả những đứa trẻ phải bảo vệ người bị bắt khỏi nhân vật thầy thuốc. Trò chơi vui vẻ là vậy, nhưng lại ẩn chứa phía sau câu chuyện đau thương. Nỗi ám ảnh của nhân dân từ ấy tới thời nay vẫn chưa dứt. Đó là câu chuyện xuất phát từ một dòng họ Việt Nam xưa. Vào thời kỳ phong kiến, người Việt hay sống theo quần thể làng xã. Những người có mối quan hệ họ hàng thường sống quây quần với nhau. Cho tới tận bây giờ, ở rất nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước, nếp sống gần gũi này vẫn được duy trì. Vì thế, nếu chỉ cần có một gia đình ở trong dòng họ có chuyện, cả một vùng xung quanh cũng nhốn nháo theo. Bi kịch bắt đầu khi anh Trỗi, ở độ tuổi ngoài 40, vẫn còn đang khỏe mạnh. Trúng gió mà mất đột ngột trong đêm. Anh Trỗi là con thứ hai của bà cụ Mai, dòng họ Trần, làng Thanh Phiến. Địa danh được đổi tên. Cả dòng họ đau xót đưa tiễn, làm ma chay đầy đủ, đem chôn cất ở nghĩa địa của làng. Dòng họ Trần trước nay thân thiết kháng khích, chỉ là không phải hộ phú trong làng. Đa số là nông dân làm đồng làm ruộng, thuê mướn quanh năm. Chính vì thế nên các gia đình đều ở trong cảnh bần hàn, nén đau thương. Vợ con anh Trỗi vẫn tiếp tục quay trở lại cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Ai ngờ bất hạnh vẫn chưa dứt. Chưa đầy 9 tháng sau cái chết của anh Trỗi, bà Mai lâm bệnh nặng mà chết. Bà Mai năm đó đã ngoài 70. Ở tuổi thấp thật cổ lai hy, nên mọi người cũng nghĩ rằng bà đã hết vận cùng số. Dù cũng đau xót, nhưng con cháu vẫn hùng tiền bạc để lo ma chay cho bà cụ. Trong một năm đã có 2 đám tang. Kinh tế của dòng họ ngày một kiệt quệ. Tuy nhiên, nghĩa tử là nghĩa tận. Họ không muốn làm qua loa sơ sài. Vào hôm đưa bà cụ ra ngoài đồng hạ huyệt, người dân làng cũng đi tiễn đưa. Đám đưa kéo dài trên con đường đất, mây đen từ từ kéo về, gió bắt đầu thổi. Lúc ấy mới là đầu giờ chiều mà đàn chim đã xao xác trên bầu trời. Đoàn người đang lúi húi ngoài nghĩa địa đào mã cho kịp giờ lành mà không để ý tới đàn chim đã bầu đầy những cây dâu xung quanh.
Đột nhiên, những con quạ kêu sống lên thê thiết khiến người nghe cũng cảm thấy rần rần. Đêm hôm ấy, tiếng quạ kêu ám ảnh cả giấc ngủ của những con người đi đưa ma. Nửa đêm, chị Hậu, vợ anh Tư, con trai thứ của bà Mai giật mình tỉnh giấc. Chị nghe thấy tiếng kêu từ đâu đó vẳng lại, thấy không khí trong nhà lạnh buốt. Chị mở cửa sổ bên hiên nhà, gần giường nằm, mong đón ít khí trời. Nay vẫn đang là mùa hè, vậy mà ban đêm trong nhà lại lạnh lẽo bất thường. Khi vừa mở cửa ra, chị Hậu giật mình nhìn thấy một con chim trong giống cú, đậu ngay trên cây nhãn ngoài bờ rào. Nó nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà chị, kêu lên một tiếng lớn, rồi bay đi. Chị cảm thấy sợ hãi nhưng không biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuối tuần sau, trong họ có đám giỗ cụ, các gia đình mới có dịp tụ hội. Chị Hậu ngồi cùng mâm với các chị em gái, em dâu trong nhà. Mọi người xì xầm nói chuyện với nhau các mẩu chuyện cỏn con, vụn vặt hàng ngày. Chị Hậu thấy mặt cô em họ bên chồng có phần xám xịt thì mới cất tiếng hỏi thăm. Cô em họ này là con em trai bà Mai, đã lấy chồng ở ngay làng bên. Cô ở hơi xa nên cũng không sâu sát chuyện của gia đình. Hỏi ra, hóa ra nhà cô có sự lạ. Thằng con em, thằng Thịnh ấy chị, thằng cả, hôm qua đi làm đồng về, nó như người khác ấy. Khác như nào? Nó ốm à? Không chị ạ, à, em làm cơm tối, gọi chúng nó vào ăn. Thằng Thịnh nó lừ lừ đi vào, hỏi chẳng nói chẳng rằng, lao vào mâm cơm dùng tay bốc ăn thùm thụp. Em quát nó cũng không dừng lại. Bố nó mới nắm lấy tay nó giữ lại, thì tự nhiên nó vứt văng cái bát ra, khóc lóc gà gật trông tội lắm. Rồi bắt đầu nói linh tinh, nghe ghê cả người ấy chị. Thằng bé nói gì? Cả mâm cơm bắt đầu tò mò nghe câu chuyện của cô em chồng. Nó mếu máo, tự nhận mình là anh Trỗi. Cứ anh Trỗi đây, mày không nhận ra anh à, anh khổ quá. Mà anh Trỗi thì mất gần năm nay rồi. Em thấy cũng ngờ ngợ, nhưng thượng tính thằng Thình trầm trầm, chưa bao giờ như này nên em cũng thử dỗ dành ngồi nghe. Thằng bố định lao vào đánh con, nhưng em cản lại. Em nghĩ là có khi anh Trỗi về thật. Anh ấy khóc ghê lắm, nói không ra câu, cứ mấp máy mãi. Em nghe câu được câu mất. Anh ấy kêu bị đánh đau, bị ép nói ra gì đó, rồi bảo là không dám về nhà, bảo nhà mình cẩn thận, tìm người giúp đi thôi. Thế thôi á, ghê thật đấy. Chị Hậu xuýt xoa, những người phụ nữ ngồi xung quanh cũng xôn xao. Chị Hậu nhân dịp kể vụ con chim cú tối hôm trước. Tôi nghe ấy, chim cú lượn kêu thường là không có điểm tốt đâu, nhà cô Hậu cẩn thận đây. Vụ thằng Thình liệu có thật không, hay là báo với ông trưởng họ đi? Một người đề nghị. Em cũng không biết tại sao anh lại về trên người thằng bé, cũng không rõ anh muốn gì. Em nghĩ không nên làm to chuyện lên, vì các anh các chú còn phải lo việc lớn, tiền nong cũng đủ mệt rồi. Mình phụ nữ cứ làm cho anh Trỗi cái lễ là được. Em theo chồng rồi nên cũng nhờ các chị vậy. Dù sao thời gian tới cũng phải để ý mọi sự trong nhà. Người phụ nữ lớn tuổi nhất nói. Vậy là câu chuyện bên mâm cơm dần trôi đi như thế. Sau hôm ấy, một vài người phụ nữ cũng đứng ra làm lễ cho anh Trỗi bên nhà của anh. Thế rồi thôi. Chị Hậu sống trong lo lắng một thời gian, luôn cẩn thận. Nhưng mấy tháng sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy nên chị cũng quên đi sự cảnh giác. Bẵng đi tầm một năm. Vào một hôm, trời mưa lớn. Anh Tư đội cái nón lá, ôm theo đống vải bạc, định vượt mưa chạy ra ngoài đồng. Anh đi đâu thế? Mưa to lắm. Chị Hậu nói với theo. Anh ra cứu lúa, tự nhiên mưa to thế này, nó ủng hết mất. Thế rồi anh chạy đi mất. Cả nhà cửa có mỗi hai xào ruộng. Nếu năm nay không thu hoạch được thì đúng là cả nhà chị lại rơi vào cảnh bữa đói bữa no. Chị Hậu lo lắng nhìn mây vần vũ trên bầu trời, từng tiếng sấm nổ đùng đoàn. Buổi chiều hôm ấy, người dân đưa anh Tư về, cả người cháy đen. Người ta bảo anh bị sét đánh dưới gốc cây. Chị Hậu sốc nặng, ngã khuỵu xuống. Tai ương xảy đến bất ngờ, dù đã được ứng báo
nhưng lại chẳng ai có thể tránh được. Cả làng xôn xao, dòng họ Trần mới hơn 2 năm mà đã có 3 người chết. Cả dòng họ phải họp lại. Tôi vừa đi gặp các ông bà trong làng về. Đợt chú Trỗi mất, ngày tháng an táng xem thế nào, ai xem. Ông trưởng họ nói với cả gia đình. Đợt đó tôi cũng bất ngờ, nên mọi người mới chỉ nhờ ông Miên trong làng xem ngày tốt. Chứ cũng chưa đi xem tử tế à. Một người trả lời. Trời ơi, sao lại tặc trách thế? Cái chuyện lễ nghi là quan trọng, ông Miên chỉ là thầy nam bốc thuốc, đâu có rành được. Tôi nghe hiện tượng này chưa nhiều, nhưng cũng có nơi bị. Vừa được các ông bà trong làng nói cho nghe. Nghe nói là trùng tan gì đó, sẽ chết cả loạt. Cả dòng họ tím tái mặt mày, cuống cuộn lên. Lời ông trưởng họ không phải không có lý. Trong 2 năm rồi đã có tận 3 người chết, 2 người bất đắc kỳ tử. Vậy giờ phải làm sao ạ? Thế này thì sao mà chịu nổi? Đám đàn bà mếu máo khóc lóc. Không biết rồi sẽ đến lượt ai nữa. Tôi đã hỏi được địa chỉ của một thầy rất nổi tiếng cách đây mấy thôn. Thôi thì đành phải đi cầu cứu vậy. Mọi người luân phiên nhau mà lo. Đây là chuyện có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả dòng họ đây. Thế rồi sau đó, những người có tiếng nói trong dòng họ Trần đành lặn lội đường xa tới tìm gặp ông thầy Pháp giỏi kia. Nghe nói người này ngoài việc là thầy lang bốc thuốc cứu người thì còn trị việc âm rất tốt. Tuy nhiên, các quan lại, các trưởng làng nhiều nơi cũng tới nhờ cậy việc riêng. Cửa nhà ông thầy lúc nào cũng đông nghịt người. Những người họ Trần đi đi về về mấy phen mà vẫn chưa gặp được thầy. Trong lòng nóng như lửa đốt, họ chỉ sợ tai ương lại tiếp tục ập xuống. Cầu cảnh tới gần chục lần, cuối cùng họ cũng gặp được ông thầy vào lúc chiều muộn. Thầy ngồi giữa phản, tay cầm chiếc quạt, nghe họ trình bày rồi ngẫm nghĩ tính toán. Hỏng rồi. Sao lên chỗ thầy muộn thế? Tận 2 năm, tắc trách quá. Sao ạ? Thầy cứ nói chúng con nghe. Nhà này bị thần trùng nhắm cửa rồi. Người mất đầu tiên mất vợ xấu, phải vợ sát đạo, trùng tan tam xa. Chưa bắt đủ 7 người, chữa xong đâu. Những người họ Trần nghe thế hốt hoảng, cầu cứu. Vậy tức là phải 7 người chết cơ à? Thầy ơi, thầy thương xót, cứu giúp chúng con. Chúng con không học hành gì, dốt nát, không biết gì cả. Sẽ cố gắng hết sức theo ý thầy. Tôi biết các anh chị cũng chẳng giàu có gì. Tiền bạc danh lộc tôi không thiếu, nên tôi cũng chẳng cần tiền bạc của anh chị. Tôi sẽ tận lực giúp đỡ, nhưng xong việc, tôi cần các anh chị tặng cho một thứ. Dù chưa biết đó là thứ gì, nhưng nghe thầy nói về việc trùng tang, hồn phách họ bay cả lên mây, vội vàng đồng ý. Mấy ngày sau, ông thầy tới tận nhà thờ tổ của dòng họ Trần làm lễ. Ông mang theo các hình nhân lớn. Cả họ tấp nập chuẩn bị lễ cúng, gà, xôi, oản, vẫn cố gắng có đủ. Thầy khấn vái làm lễ, cho lần lượt từng người trong họ đội mâm trên đầu truyền cho nhau, lễ bái cả ngày. Đến cuối buổi, các hình nhân cũng được hóa. Xong xuôi, ông thầy còn đưa ra một bài thuốc yêu cầu mọi người chế uống, được gọi là thuốc giải trùng tan. Vị thuốc bao gồm vị dẫn đầu là nút nát, hùng hoàng, chu sa, gỗ vông. Đến tận thời điểm bây giờ, vị thuốc này vẫn còn được lưu truyền trong các ngôi chùa nhốt trùng nổi tiếng. Sau đó, 1 năm trôi qua mà cả dòng họ vẫn chưa có thêm người mất. Tất cả mọi người thở phào thoát nạn. Bởi trùng tang liên tán cần có người mất liên tiếp trong 3 năm. Mỗi người không cách quá 1 năm. Đúng lúc mọi thứ dần êm đẹp, thì người thầy phái người tới truyền lời, yêu cầu dòng họ Trần giao cho thầy điều mà họ hứa. Thầy muốn có đứa trẻ nhỏ nhất trong họ là con trai nhận làm con nuôi để theo nghiệp thầy. Nghe thấy vậy, mẹ của đứa trẻ thản thốt, không muốn giao con đi. Cô cho rằng đó là việc của dòng họ, tại sao mình cô phải chịu thiệt?
Vì thế người mẹ đưa con trốn đi, nhất quyết không chịu giao cho thầy. Người trong họ cũng xót cháu nên đành kệ. Sự bội hứa này khiến người thầy Pháp hết sức bực bội. Thầy không có gia đình, cảnh neo người nên muốn có người nối dõi. Một tuần sau, sự lạ lại xảy ra. Trên thân hình của những người dòng họ Trần bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím như bị ai đánh. Người nhức mỏi không chịu nổi. Ông thầy Lan mới nhắn nhủ rằng nếu như không giao đứa trẻ ra, đoàn âm binh ông nuôi sẽ luôn quấy nhiễu các gia đình. Ngay cả người mẹ của đứa trẻ cũng không thoát. Không chịu nổi sự hành hạ, dòng họ bắt người mẹ phải giao con đi. Vụ việc trùng tang đã chấm dứt, nhưng đổi lại là sự chia ly trong nước mắt của hai mẹ con. Câu chuyện đó mới lan truyền thành bài đồng dao sau này. Thực chất là nói về vụ cắt trùng tang của dòng họ Trần. Rồng rắn lên mây, tức ám chỉ cả một đoàn người phải lên mây chầu trời, bỏ mạng sống. Vì thế, họ phải tìm đến nhà ông thầy thuốc có cây nút nắc, vị thuốc giải trùng tang để xin sự cứu trợ. Tuy nhiên, ông thầy này lại có nhà điểm binh, tức là có nuôi đoàn âm binh hung hãn. Việc đoàn người rồng rắn tìm đến nhà thầy mấy lần mới gặp được cũng được dân gian miêu tả lại. Khi hỏi tới 10 lần thì thầy mới có nhà và cho thuốc. Tuy nhiên sau hành động cho thuốc, người thầy lại muốn xin một khúc của đoàn người rồng rắn. Khúc ở đây có thể hiểu là xin một người. Khúc đầu ám chỉ những người lớn ở đầu dòng họ, không thể bắt đi nên mới nói toàn xương xấu, họ đã già. Khúc giữa là những người thanh niên hay trung tuổi, cũng không thể bắt đi nên mới nói toàn máu toàn me, họ là huyết mạch của dòng họ, nơi khai chi tán diệp. Vậy nên chỉ còn khúc cuối là những đứa trẻ thơ trong họ. Việc đoàn người rồng rắn đồng ý cho thầy tha hồ đuổi khúc cuối cũng ám chỉ khi những người dòng họ Trần vô tình đồng ý để thầy thuốc bắt người. Việc đoàn người rồng rắn cố gắng bảo vệ người đứng cuối của hàng khỏi người đóng vai thầy thuốc cũng là dẻo nhại lại khoảng thời gian cả dòng họ đứng ra bao che cho hai mẹ con kia chạy trốn. Trẻ em luôn học theo người lớn rất nhanh, nên những nghi lễ cúng bái, diễu hành thời xưa đều bị chúng sao chép lại, rồi biến thành trò chơi của mình. Ngay cả câu chuyện này cũng được sao chép và dẻo nhại thành trò vui giữa đám trẻ, dần mất đi ý nghĩa thực sự phía sau. Tuy nhiên, cũng có một cách hiểu khác về bài đồng dao này liên quan tới lịch sử chống giặc của cha ông ta. Đó là vào thời điểm thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân một cổ hai trồng, thực dân nửa phong kiến. Rồng có thể hiểu là vua, rồng rắn lên mây, tức là vua chúa đều đã chạy trốn đi nơi nào, không còn ở lại giúp nhân dân. Thực dân Pháp tràn vào xâm lược, mang theo các cống phẩm để trồng trọt. Trong đó có một loại cây lạ được người dân gọi là cây nút nắc, lúc lắc. Nhà điểm binh cũng nhằm ám chỉ các căn cứ đóng quân của thực dân Pháp trên đất Việt. Thầy thuốc, trong quan niệm của phong kiến xưa, là những người có học thức, có tài y thuật và được kính trọng, hay đi giúp đỡ nhân dân. Tuy nhiên ở thời điểm này, chẳng có ai cứu giúp nhân dân, nên bài đồng dao mới chế nhạo việc thầy thuốc không có nhà. Số tuổi của những đứa trẻ con cũng ám chỉ những năm thực dân Pháp đô hộ. Dân đen lầm than, không ai thương xót. Những người có thẩm quyền đều đã bị mua chuộc. Tới năm thứ 10, thì thực dân Pháp đã thành lực lượng thầy chính, bàn thuốc để chữa bệnh và đồng hóa nhân dân, đạt được mục đích. Chúng bắt đầu xin một khúc. Ở trong giả thiết này, khúc lại được hiểu là Bắc Trung Nam, ba miền của Tổ quốc. Pháp muốn xâm chiếm lấy một vùng của Việt Nam làm thuộc địa. Lúc này, khúc đầu là miền Bắc, gần với Trung Quốc và các nước Liên Xô. Cộng thêm phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra quyết liệt. Đối với chúng, miền Bắc toàn là xương sẩu khó ăn. Tiếp đến là khúc giữa, miền Trung. Nơi này cũng đang có triều đình phong kiến đóng đô, thêm phong trào khởi nghĩa của tướng Nguyễn Tri Phương và Tôn Thất Thuyết. Nên khúc này nếu muốn lấy phải đổ máu hy sinh. Vì vậy, toàn máu toàn me, vẫn đáng bỏ qua. Chỉ có miền Nam, khúc cuối. Pháp cố gắng đánh chiếm được, dùng thế uy hiếp triều đình phải giao các tỉnh miền Nam cho chúng. Sau cùng cũng giành được thuộc địa.
Vì vậy nên bài đồng dao rồng rắn lên mây còn ám chỉ cả lịch sử một thời kỳ đau thương của dân tộc, mất miền Nam vào tay thực dân Pháp. Dù có thể hiểu theo cách nào chăng nữa, các bài đồng dao chứa đựng những câu chuyện từ ngày xưa, lưu giữ những sự kiện lịch sử quan trọng, là hồn cốt của cha ông, đáng được lưu truyền và trân quý. Câu chuyện được tham khảo bài nghiên cứu của thầy Nguyễn Hùng Vĩ, quan điểm về lịch sử của nhà phê bình văn học Trương Tửu, bài viết về văn hóa dễu nhại và diễn xướng của nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Văn. Và đó là bài Rồng Rắn Lên Mây. Thì thực sự khi mà nghe Rồng Rắn Lên Mây á, trong lúc đọc thì Bắp nhớ mãi mãi là hồi xưa ở trong xóm, hồi nhỏ Bắp chơi là Bắp nhớ cái câu đó là hình như lá trực lất, nó không có giống với cái câu chính xác của trong cái bài viết mà Thục Linh viết. Mà cái câu sau được truyền đi truyền lại rồi nó ra nhiều bản đó các bạn. Thì cái câu mà Bắp chơi là Rồng Rắn Lên Mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không? Thì Bắp nhớ đó là như vậy. Rồi sau đó là nguyên một đám nối nhau rồi đi lại hỏi Rồng Rắn Lên Mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không? Rồi tự nhiên cái nói có cái bày ra rồi đi dí cái thằng cuối gì đó. Thì Bắp nhớ đó là cái trò chơi mà hồi xưa hồi nhỏ Bắp chơi. Khi mà đọc qua những cái bài đồng dao được chuyển thành những cái câu chuyện ma thì nó vừa mang hơi hướng kinh dị, lại có những cái bài học nhân văn sâu sắc, cộng thêm vào đó nữa lại gợi nhớ lại một cái thời tuổi thơ rất là hùng hồn, rất là hào hùng của rất là nhiều thế hệ trẻ em ngày trước, những cái thế hệ 9X. Thì bây giờ Bắp không biết là các bạn có còn chơi những cái trò này hay không, mà những cái trò này rất là vui. Nó vui hơn nhiều so với là chơi game ở trên iPad. Bởi vì khi mà chơi thì mọi đứa trẻ nó tương tác với nhau, rồi chơi một hồi cọc quạo chửi nhau y xì đụng với các bạn cũng vui lắm. Nói chung là nó drama nhưng mà nó vui. Còn bây giờ thì mình chơi game á, thả cái điện thoại xuống một cái chỉ còn một mình ơn ở trong nhà. Nhưng mà thời thế thay đổi mà, ngày xưa xóm làng rồi con nít nó đông á, nó chơi với nhau nhiều. Bây giờ thì đời sống nó đi lên, cho nên có nhiều người người ta cũng không có sinh nở nhiều. Thứ nhất là con nít nó ít. Thứ nhì nữa là bây giờ là trò chơi ở trong máy tính nó thu hút, nó thú vị và nó tiện lợi quá. Cho nên nhiều khi tụi nó cũng lười đi ra ngoài chơi với nhau. Nói chung là mỗi một thời thì sẽ có một cái kỷ niệm nhất định. Nhưng mà đây quả thật là những cái kỷ niệm không thể nào quên đối với những cái thế hệ 8X, 9X đi trước. Và thật sự là hy vọng sau những cái câu chuyện ma này, nếu mà các bạn nhỏ có nghe được á, thì có thể tụ tập lại và kiếm những cái trò chơi như vậy chơi cũng rất là thú vị. Và đó là hết hai câu chuyện ngắn nằm trong series những cái câu chuyện đồng dao kinh dị của tác giả Thục Linh. Thì trong cái series này còn có hai câu chuyện khác nữa, và Bắp sẽ kể cho các bạn nghe vào tuần sau nha, vào trong cái tập truyện lẻ vào tuần sau. Và Bắp tạm dừng video tại đây thôi. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.